Rồi, nào tôi xin chào tất cả anh em cần thủ đam mê cá từ Tổ quốc. Hôm nay tục lên một clip gồm 13 càng câu nha anh em. Thì 13 càng câu này 13 càng câu hàng kiện nhật. Tất cả hàng đều hàng của câu nhích nha anh em, hàng carbon, câu nhích. Thì sẽ có hai cái bên đây, hai cây đánh bạo lực. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chưa thanh toán nữa, vẫn không biết nên đó. Thêm sang lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất càng cẩu. Thì cây thứ nhất em lên cho mọi người một cây càng nhích của Đài Hoa. Đó. Đây, hàng rang. Thì cây này cây dít đây qua dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98. Bát là bát Fuji tem quàng. Đây, Fuji đây qua. Fan là fan xít nhá, fan là fan xít. Thì cây này sản xuất tại Taiwan. Tất cả fan là fan xít hết nha anh em. Bu xít màu trời. Vòi phôi carbon. Tất cả các fan đều ok hết trơn nha mọi người. Thì cái này nặng là 230g, đọt 1 ly 9, dài là 1m98. Thì cái này tải mồi từ 20 đến 80g, tải dây be từ be số 1 đến be số 2 nha. Thì cái này thu gọn 1m4 nha anh em, thu gọn 1m4. Tổng thể của hình đẹp nhé. Thì cây này nó có một lỗi duy nhất là fan này. Fan này đã được thay fan, vẫn là lỗi xít nha anh em, vẫn là lỗi xít, fan vẫn là fan Fuji, lỗi vẫn là lỗi xít. Đây, fan zin của nó đây, đó. Thì cần sao thì em bảo anh em vậy, cứ anh em về kiểm tra, không giống lỗi như hình thì anh em báo gỡ với em. Thì cái này giá công khai là 1,4 triệu nha anh em, 1,4 triệu cộng ship, ok cần dít, khá là ok nhé, test đọt cho anh em luôn. Tiếp theo em lên mọi người là một cây số 2, cây số 2 em lên cho mọi người là một cây lua kia. À, dạng cắm gốc lỡ nha nè. À. Thì fan vẫn là fan Fuji Sit fan 30. Cây cần này là một cây cần của Ryobi nha nè, cây Ryobi sản xuất tại Korea. Đây. Cái này dài 1m8, tải mồi từ 7 đến 40g, tải dây từ 6 đến 14 lb, độ cứng tương đương với M. Tải mát của nó là 3 kg nha, 3,5 kg nha nè, mà có đầy đủ nha. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Fan là fan Fuji Sit, xin gọi fan Sit. Bát là bát Fuji tem vàng. Đó. Đây nó có xuất sắc một tí nha. Bù chống sẵn bù Sit luôn. Phôi ok cho mọi người, nào không lỗi. Bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước. Rồi thông số thì em cũng đã đọc. Thì cái này chiều dài thu gọn của đọt của nó là 1m18 nha anh em, thu gọn 1m18. Rồi cái này chia cho anh em lô lốc sân hàng. Rồi giá công khai là 1,5 triệu nha anh em, cây số 2 1,5 triệu. Tiếp theo cây số 3. Thì cây số 3 em lên cho mọi người vẫn là một cây cần lua, cần lua cắm gốc lỡ, vẫn là của một hãng của Ryobi. Đây. Thì cái này dài là 1m98. Đây, cái này dài 2m04 nha anh em, dài 2m04. Độ cứng là MH, tải mồi từ 10 đến 50g, tải dây từ 8 đến 16 lb. Đó, hàng Korea sản xuất, mã có đầy đủ. Tải mát của nó là 4 kg. Bát cũng là bát Fuji tem vàng. Phôi carbon. Fan vẫn là fan xít nha anh em, fan xít, fan to luôn á. Rất là bự nha mọi người. Dạng này săn hàng thoải mái. Đây. Bô vẫn là bô chống sắn. Khá là cứng. Đánh nhái thiệt là vô tư. Đó. Cái này đẹp nha mọi người. Cái này đẹp hơn cây số 2. Đó. Fan ok hết trơn. Rồi. Thì cái này thu gọn, chiều dài thu gọn của đọt là 1m4 nha anh em, 1m4. Chiều dài thu gọn của đọt là 1m4. Giá công khai là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người là một cây cắm gốc, hàng nội địa nha anh em. Japan. Phai. Mọi người. FIFA gì đó, T-Pass. Fan là fan bấm nha anh em, fan bấm, fan đề 330. Bát là bát Fuji tem vàng, foil carbon.
Thì cái này dài là 1m28 nha anh em, dài 1m28, càng có xước sát nè, đó. Phen nó bị gỗ thế này nè, nhưng mà còn rất là chắc nha. Đó, tất cả phen đều ok hết. Bộ bộ xít màu chày, phen là phen cánh bướm, phen xít. Rất là ok nha mọi người. Đó, cái này dạng cho anh em thích hợp câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nha. Anh em có thể câu vít cũng được. Hàng cắm gốc thì cái này nặng là 280g, đọt 2 ly 4, dài là 2m28. Thì cái này tải mồi từ 15 đến 30g, tải dây từ 12 đến 16 lb, chiều dài thu gọn của đọt là 1m83, giá công khai cây số 14, giá 1,2 triệu mọi người, 1,2 triệu cây số 14, hàng phân xít, phân bóp. Tiếp theo cây số 5, cây số 5 lên cho người một cây hàng của Abu. Thì cái này thích hợp cho anh em câu câu lua, câu gần. Thì cái này dài 2m4, độ cứng của nó để trên đây là độ cứng M. 2m4, độ cứng M. Thì cái này nó tải mồi từ 10 đến 40g, tải dây từ 8 đến 20 lb. Hàng Abu nha anh em, hàng Abu. Bass là bass Fuji, tem vàng, phen là phen Fuji xít bóp. Chân đen, phen đời 330 nha anh em, phen đời 330. Foil carbon. Thì cái này nặng là 230g nha anh em, nặng 230g. Đây, cần có xước sát. Đẹp nha anh em. Đó, foil đẹp. Bô xít mô chày. Cái này anh em lùa lóc là khỏi chơi, lùa lóc, lùa biển, cầu gần. Dài 2m4 nha anh em. Chiều dài thu gọn của đọt cây này là 1m85 nha. Nặng 230g, đọt 2 ly 6, dài 2m4. Cái này săn hàng khỏi chê luôn á mọi người. Đó. Abu. Test đọt cho anh em xem. Đó. Khá là cứng nha. Rồi, tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây hàng. Cây này chưa qua sử dụng nha mọi người. Đó. Còn miếng ni lông nó bao chỗ này nè. Đó, đây cũng vậy. Thì cây số 6 lên cho mọi người một cây cần của Ten Ocean, một cây cần của Korea xuất Nhật nha mọi người. Đây, hàng Korea xuất Nhật. Thì cây này dài 1m8, nó tải mồi từ 100 đến 150g, tải dây từ bè số 3 đến bè số 5 nha. Bè số 3 đến bè số 5. Cần rất là đẹp luôn. Đó, hàng chưa qua sử dụng, cần rất là mới. Phen đề 3 là đề 330, phen xít bóp. Bu chống sắn. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Tất cả phen đều ok hết. Khỏi che đâu được. Đây. Còn cái tem nó đi theo cần nữa đây. Đó. Hàng Korea xuất Nhật. Thì cái này nặng là 285g, đọt 2 ly 5, dài 1m8, thông số tái mồi em đã đọc. Thì cái này thu gọn chiều dài đọt của nó là 1m25 nha nam, giá công khai cây số 6, giá là 2 triệu nha, 2 triệu cho cây số 6. Rất là đẹp luôn. Nguyên bộ phen xích biển, phen bóp, bù chống sắn. Tiếp theo là cây số 7. Thì cái số 7 lên cho mọi người một cây hàng nội địa, một cây Zenith. Đây, dòng Zenith nội địa Nhật. Thì cái này chiều dài khoảng là 1m8 nha anh em, dài 1m8, nó tải mồi từ 60 đến 120g, tải dây bê từ bê số 1 đến bê số 3. Bass vẫn là bass Pussy tem vàng. Đó. Hàng này dạng hàng dùng lướt đó thôi. Đó, còn rất là mới luôn. Đó, mọi người. Phen là phen xít nè, phen xít, phen 30. Carbon sẵn nha mọi người, carbon sẵn găng guốc nè. Đó. Dạng sẵn hai da. Đó. Phen đẹp, càng ngoại hình rất là đẹp luôn. Bu là bu xít, mô chày. Đây, sứ rất là dày nha. Carbon sẵn, hai da. Sáng bông rất là đẹp.
Đây, đó. Cái này dứt khỏi chơi, dứt đánh bạo lực. Cầu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Thì có một số anh em có thể lấy mấy cái này đánh dồ đếm. Đó, đánh dồ đếm khỏi chơi tao được hết luôn. Thì cái này nặng là 250g, dài 1m8, đọt 2.7 ly. Thông số tái mồi đã đọc, chiều dài thu gọn của đọt là 1m32. Giá công khai cây số 7, giá là 2.2 triệu nha. 2.2 triệu cây số 7. Tiếp theo cây số 8. Thì cây số 8 lên cho mọi người là một cây cần của Daiko. Thì cây Daiko này một cây Daiko hàng nội địa nha mọi người. Hàng Daiko nội địa. Cây này còn túi luôn. Vẫn là một cây chích. Cây chích biển. Khoen chân cao. 30 nha mọi người. Khoen 30. Rất là bự đẹp nhé. Phôi phôi carbon hai da. Đây. Hàng Daiko. Thì cây này dài là 1m86 nha anh em, dài 1m86. Nó tải mồi từ 65g đến 120g, tải dây bè từ bè số 2 đến bè số 4. Hàng Daiko nội địa. Tổng thể ngoại hình thì đẹp nha mọi người. Tổng thể ngoại hình càng đẹp. Bát là bát Fuji tem vàng. Bu là bu chống sẵn nha anh em, bu chống sẵn. Đây, càng đẹp. Thì đây anh em, có cái chỗ này, đó, phen chỗ này hình như nó đi keo không đều rồi mọi người, đó. Keo này keo nguyên zin nhá. Thì em đã kêu rồi, rất là chắc nha mọi người, phen này rất là chắc nha. Đó, thì cần sao thì em báo anh em vậy. Đó. Rất là chắc cô, anh em về đánh vô tư nhé. Đã test rồi rồi. Thì cái này nặng là 230g, đọt 2 ly, dài là 1m89. Thông số tải mồi em đã đọc. Cái này thu gọn là 1m29 nha anh em, tầm 1m29. Thu gọn, chiều dài thu gọn của đọt nhé. Thì cái này còn full túi luôn, còn túi, độ cứng ok. Rồi, giá công khai cái số 8, giá là 2.2 triệu nhé. 2.2 triệu cây số 8 cho anh em câu dít, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, săn hàng. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 em lên mọi người là một cây còn túi nha mọi người. Cây còn túi. Cũng lông đây, tem ở dưới của nó đây. Cây một cây Sarot nha anh em. Cây Sarot nội địa. Đây, cũng lông. Tem đó. Thì cây này ngoại hình cũng còn rất là mới luôn. Một cây hàng dùng lứt. Bát tầm bát Fuji anh em, bát tầm bát Fuji trên này quấn gần gần nè, rất là đẹp. Để góc xuống anh em, hàng Sarot dít, rất là đẹp. Phen là phen nòng súng anh em, phen này phen nòng súng, phen đề ba nòng súng, phen chạy cũng là phen nòng súng, phen nòng súng ngược nè. Rất là đẹp nhé. Phen dịch này là phen bấm. Dạng phen này hình như là Titan nha. Nó xám xám nè. Nhưng mà nó không đầy chữ thì em cũng không chắc nha. Đây, phen Fuji nha. Lỗi xít. Fuji chống sắn. Màu chè. Ngoại hình rất là đẹp luôn. Tất cả keo phen đều ok hết. Đặc biệt là cái phen nọc súng nè. Rất là đẹp. Phen đề 3. Thì cái này nặng là 250g, đọt 2.5 ly. Thì chiều dài của cái này là 1m, là 2m13 nha anh em, 2m13. Thì nó tải mát của nó là 150g. Đó, tải mát là 150g. Line của nó là 30 lb, đâu đó gây tầm khoảng 15 kg. Thì cái này chiều dài thu gọn của đọt là 1m6. Giá công khai là 2.3 triệu nha mọi người. 2.3 triệu, cây số 9. Đó, anh em câu ghe, bè, thuyền, săn hàng. Câu dầu đếm. Nhìn một phen từ xa rất là ngầu nhé. Em qua đây 3-4 cây cuối cùng. 4 cây hàng này, 4 cây bạo lực. Rồi, tiếp theo lên cho cây số 10. Thì cây số 10 em lên cho mọi người một cây cần của Gamakatsu. Một cây hàng rất là hiếm luôn. Gamakatsu. Thì dòng cần Gamakatsu này là một dòng cần nội địa Nhật. Thôi rất là chuẩn. Gamakatsu. Thì cây này một cây đánh bạo lực nha mọi người. Cây này cây đánh bạo lực.
Đó. Cái này dài 2m1. Phen là phen Fuji, phen xích. Đó. Tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp luôn nha mọi người. Em để cái đọc, để cái góc nó xuống cho anh em coi đọc. Tổng thể ngoại hình còn rất là đẹp luôn. Đó. Không có xước xát gì nhiều hết. À, bô bô chống sẵn môi chày. Đó, hàng nguyên zin nhé. Thì cái này một cây xăng hàng, đó, rất là cứng. Thì cái này chia cho anh em câu đái xăng hàng, nặng là, cái này nặng là 390g, tọt là 4.6 ly, dài 2m1. Thì cái này tải mồi từ 112g đến 224g, tải dây bia từ bia số 3 đến bia số 6. Chiều dài thu gọn của đọt của cái này là 1m5 nha anh em, 1m5. Giá công khai cây số 10, giá là 3.5 triệu nhé. 3.5 triệu cho cây số 10, một cây gam Akasu săn hàng. Đó. Anh em săn cam nè. Đánh mấy cái này rất là chắc. Giá công khai số 10, giá là 3.5 triệu cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 11. Thì cây số 11 em lên mọi người quẳng một cây săn hàng, đó. Một cây cần của Farmwit. Một cây Farmwit, cây săn hàng. Thì cây Farmwit này được sản xuất tại Taiwan nha mọi người, được sản xuất tại quê của Taiwan, hàng xuất riêng cho thị trường Nhật. À, con đại bàng đây, à, một thương hiệu của Mỹ, Farmwit. Cây cần còn rất là ok anh em, phen là phen Fuji, phen xít, à, phen to luôn á. Phen này khoảng 40 nha mọi người, phen 40 luôn á. Phen trên đây là 30 rồi, đó. Phen đề ba là 40 nha anh em. Phen 340 phen cao đó, rất là bự luôn. Thì cái này nặng là 374g, đọt 5 ly, đó. Dài là 2m07 nha anh em, dài 2m07. Thì cái này tải mát của nó là 364g, tải dây bè mát của nó là bè số 6 đó. Chiều dài thu gọn của đọt là 1m47. Giá công khai cây số 11, giá là 3.3 triệu nhé. Để xem show cho anh em xem. Đây, tải mát là 13 OZ, hàng Taiwan. Phen đề 3 của nó là phen 40, dạng phen cao. Đó. Phen là 30 nè, đó. Phen xít nha anh em, rất là đẹp. Keo chỉ ok. Đó. Hàng này cho anh em câu cá cam, săn hàng, câu đáy. À, bu là bu môi chày, bu xít, hàng nguyên zin nhé, rất là đẹp. Thì anh em cần báo em chụp hình cận cảnh để cho anh em xem nhé. Tất cả phen ok hết nha mọi người. Rồi giá là 3.3 triệu cộng ship cây số 11. Tiếp theo cây số 12. Thì cây số 12 em lên cho mọi người một cây cần một khúc, cây này dạng săn hàng này, một khúc săn hàng. Thì cây này một cây cần hàng của Smith, dòng Smith. Phôi nha mọi người, phôi sẵn cargo nha, phôi carbon cargo. Bên đây là sẵn ít, sẵn tới ngọn luôn. Cây một khúc nha em, cây cần một khúc. Thì cái này nặng là 275g, dài là 1m62. Thì cái này đọt của nó là 3.3 ly. Thì cái này tải mát là 240g, tải bia từ bia số 4 đến bia số 6 nha. Đây anh em, thông số của nó đây, đó, dít là 280g. Thì nhắc bổng mát của nó là 12kg, góc 45 độ, 6kg cho góc 90 độ nha anh em. Đó, một khúc. Phen đề 3 là phen 40. Đó, phen đề 3 là 40, phen bóm Fuji, phen chim ca chứ, phen chim ca Fuji. Phen này là phen 30, phôi đây, phôi rất là đẹp luôn. Cần thì nó rất ít xước xát nha mọi người, rất là ít xước xát luôn. Phôi trên đây là phôi sẵn ít nha mọi người. Phen xít, bù bù chống sắn. Carbon sẵn hay da sẵn tới ngọn luôn. Rồi giá công khai cây số 12, giá là 4 triệu nha anh em, 4 triệu
cho một cây một khúc sẵn hàng đó. Câu vàng khoen, câu cung đỏ, câu cung đảo đó. Đánh rất là ok nhé, hàng nội địa. Tiếp theo cây cuối cùng, cây cuối cùng lên cho mọi người là một cây cần một khúc. Thì cây này là cây của Shimano, hàng nội địa bên Japan. Thì cây này một cây Scorpion đó. Thì cái này dài là 1m98 nha anh em, dài 1m98, nó tải mồi từ 28g đến 90g, tải lai từ 16 đến 30 lb, tải bê từ bê số 1 đến bê số 3 nhé. Mã code đây, Mensepen, hàng của Shimano, Bass Shimano, Bass Shimano, cán cán mút. Thì cần này là anh em có thể câu lua, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Phen là phen bấm nha anh em, phen xít, đề 34, đề 330. Rất là đẹp. Bù xít màu chè nha. Thì tổng thể cần thì nó có xước sát li ti ha. Đó, xước sát li ti. Không ảnh hưởng tới phôi nha. Cần rất là chắc luôn. Hàng nội địa mà, Scorpion Shimano, đánh khỏi chê đâu được. Đó, anh em có thể câu dứt biển nè, câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Thì cái này nặng là 290g, dài 1m98, đọt 2.5 ly, thông số tải mồi. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 1.8 triệu nha mọi người, 1.8 triệu cho cây số 13. Rồi, đó tổng cộng 13 cây cần em lên trong hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt, em lại số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.